là sáng mùng 1, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018. Và đoàn của mình gồm các bạn thấy ở đằng sau xe nó đang hoạt động rất là nhịp ngay ngày mùng 1. Nó làm cái mầm mình cũng vừa mà luôn. Tụi mình gồm có 5 gia đình mình, gia đình Long A Bình, gia đình Trâm Hatigon đang cầm máy quay, gia đình bạn Thú Thiền Thú Việt Nam và gia đình bạn bạn Kim Nguyên Kim Baby Kim Bùi Đồ Baby xuống thăm cái xưởng sản xuất than đá của bạn Nghĩa. Chút xíu mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái xưởng than đá này. Đây là bạn Nghĩa. Bạn Nghĩa có thể chào mọi người, chúc Tết mọi người ạ. Chào, xin chào mọi người. Mình tên là Đô Đăng Nghĩa, chủ xưởng than công ty cổ phần AB. Mình năm 2017 qua thì đầu năm 2018 mình xin chúc mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái xưởng than nhé. Cái xưởng than của chúng ta các bạn thấy nó rộng mênh mông. Từ ngoài kia vào là tổng hết cái xưởng của chúng ta là khoảng 3.600 mét vuông. Cái chiều sâu là nó khoảng 130 mét, và ngang có chỗ là 30 mét, có chỗ là 20 mấy mét. Và bây giờ các bạn sẽ xem. Cái đây là than, mũi than, mình đang đi trên mũi than này các bạn không? Đang đi trên mũi than này. Và cái đây là xe chở cái mũi than vào. Còn ở đằng kia là đất cát, đất sét. Chúng ta sẽ trộn với than theo một cái tỷ lệ nhất định. Và chúng ta sẽ được đưa vào cái máy trộn. Cái đây là cái máy trộn. Trộn để cho nó nhuyễn ra. Bạn Nghĩa có thể thuyết minh cho mọi người biết là cái máy này chúng ta trộn như thế nào ạ? Đây là thành phần chính của than. Thì là mình lấy than xúc vào trong bồn. Xúc vào trong bồn xong á là mình trộn với đất đã xay xay nhuyễn này, đất xay nhuyễn thì bỏ vô trong bồn trộn xong cho đều rồi mình chuyển qua máy ép. Máy ép. Dạ, đó máy là máy ép than. Máy ép nó có rất nhiều loại khuôn đúng không? Dạ, dạ. Cái máy ép các bạn thấy máy ép à. Nó có rất là nhiều loại khuôn. Của các bạn có hai cái máy ép đúng không? Dạ, hai máy ép. Một ngày hai máy này nó hoạt động khoảng 20 tấn mỗi ngày. Tức là cái máy ép này một ngày hoạt động in ra khoảng 20 tấn than ra bánh mà bạn. Các bạn thấy cái bánh không ạ? Bánh kia. Thì ở xưởng của bạn là làm được ba loại bánh. Và các bạn thấy là xưởng hoạt động ngay ngày mùng 1 Tết, ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và xong rồi các bạn thấy ra ngoài kia là chỗ hơi than. Bao lâu thì than nó sẽ khô? Thì nếu mà trời như nhiệt độ như bình thường vậy thì khoảng chừng 7 ngày là một 7, tuần là mình bảy ngày một tuần là khô. Dạ. Rồi bắt đầu mình chở cứ đi cuốn chiếu là mình cứ giao xe tải đi giao hàng. Xe tải vậy. Cái phạm vi bạn giao hàng là ở những đâu? Tất cả các huyện ở Bến Tre. Tất cả các huyện ở Bến Tre. Cũng có nhiều cái đơn hàng ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Thuận. Thì tới mùa tới vụ á thì người ta mới giống như than đó là sấy cái loại đồ á thầy. Rồi cũng có mấy cái chỗ mà sấy thanh long, sấy không sấy này là sấy cao á, tới cao á. Mà sấy cao. Dạ. Và vậy là vừa rồi các bạn xem cái đây là cái máy xay cát, xay đất á, các bạn xay ra đây cho diễn các bạn thấy không, đất bự nè, chúng ta xay ra để cho nó nhuyễn ra bột này. Mình từ bột chúng ta mới vào trong cái máy. Và bây giờ các bạn thấy có cái máy xúc này nó đưa than vào trong cái bột này. Hôm nay và cái đây là bắt đầu là chúng ta phơi ra
xong rồi chúng ta phơi. Và các bạn thấy ở đây chúng ta hoạt động bằng máy móc, chúng ta phơi ra. Đây là xưởng than của công ty AB của bạn Ngô Đăng Nghĩa ở Bến Tre, và đang dưới xưởng các bạn đây là bạn làm xong rồi xe chở ra. Bạn tham quan xưởng than rồi thì bạn cảm giác nó như thế nào? Hôm chào các bạn, thì hôm nay mình với gia đình thầy Duy, có một số gia đình nữa đến thăm xưởng than của bậc Nghĩa. Thì mình thấy rất là tuyệt vời. Nói chung là rất là rộng. Thì nhìn các bạn nhìn sản phẩm thôi. Thấy là rất là chuyên nghiệp rồi. Con có thấy than đá không? Con thấy than đá như thế nào? Con có thích than đá không? Đây là than đá. Con có thích than đá không? Thích hả? Đấy con. Và các bạn thấy xưởng than đã hoạt động nhộn nhịp ngay ngày mùng 1 luôn. Ngay ngày mùng 1 Tết luôn. Và bây giờ mình cũng thấy than đá nhiều, nhưng mà lần đầu tiên mình đi mình thấy một cái nhà máy sản xuất than đá tư nhân rất là rộng lớn vậy. Bạn tập trung, bạn làm rất là chuyên tâm. Và các bạn đi ra văn phòng, hồi nãy giờ mình đi bộ ra văn phòng rất là dài, tại cái xưởng nó tới 3.600 m², và nó ở tại huyện Dòng Trơm, Bến Tre. Nó cách thành phố Bến Tre khoảng 5-6 cây số. Hết cái sân này mà em phơi á, là nó khoảng là em bán xây dòng nó phải gần 10 ngày nó mới hết được cái này. Nên là cuốn chiếu đi hết được à. Đáng lẽ là ở đây là cái kho nè. Cất ở đây là thành cái kho để mà mình chất cái thành phẩm. Nhưng mà bao nhiêu là hết giờ, giống như là giờ không có đủ giao ra tống á. Chứ đáng lẽ là mình ra nhiêu là hết bao nhiêu hết. Dạ, chứ ra hết một ngày 10 tấn. Một ngày 20 tấn. Và các bạn thấy cái đây là hàng đã khô rồi nè, đóng vào trong các cái bao, và cái chỗ này là cái kho thành phẩm, tuy nhiên ra tới đâu là được xuất đi tới đó hết, nên bây giờ trong kho còn rất là ít. Toàn rất là ít. Con thấy than đá như thế nào? Con có thích than đá không? Con thấy trong kia hoạt động nhộn nhịp không? Nhộn nhịp hả? Giỏi. Còn cái đây là cái pallet để chất than tất cả. Và để bây giờ mọi người muốn liên hệ với các bạn thì mọi người liên hệ làm sao? Mọi người có thể là liên hệ qua Facebook là Ngô Nghĩa, hoặc là số điện thoại 0986879697. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn muốn làm đại lý than, hoặc là muốn có chia sẻ kinh nghiệm gì đó, muốn chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là các bạn muốn muốn bạn Nghĩa học hỏi bạn Nghĩa, học kêu bạn Nghĩa nhượng quyền lại về cái cách sản xuất than, tại vì bạn có kinh nghiệm rất là lâu năm rồi. Thì các bạn liên hệ với bạn Nghĩa nên mười mấy năm trong nghề. Đúng rồi, mười mấy năm trong nghề rồi. Cái này là cái ngành truyền thống của gia đình bạn. Các bạn cứ liên hệ với bạn Ngô Đăng Nghĩa để các bạn nếu các bạn yêu quý cái ngành làm than này. Ủa, còn ở bên kia là bạn làm cái gì nữa? Làm lò đốt than á. Và ở bên này là lò, các bạn thấy lò à? Làm cái lò đốt than cho các tư nhân. Ở đây bạn bán than và bạn tặng cái lò này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Mà nó thiết kế cái lò này vừa đúng cái cục than đó thôi, chứ cục than khác là không bỏ. Cục than khác là không bỏ, vừa đúng cái cục than đó thôi. Rất là tuyệt vời. Vậy là cái gì thì bạn liên hệ với bạn Nghĩa nhé. Rồi, bye các bạn.